Hello chào mọi người, quay trở lại với cái di động Choi Mobile. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 2024. Nghe thì bên em lại về thêm được một vài mẫu sản phẩm mới nữa mà lên giới thiệu đến mọi người. Mọi người tham khảo chọn mua sản phẩm nào, mọi người alo ngay cho em qua hai số bên trên bảng gỗ và địa chỉ là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội mọi người nhé. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ là ship toàn quốc cho người ở xa, hình thức là COD. Mọi người được kiểm tra nhận hàng tại nhà. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn cho mọi người những mẫu có trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì em giới thiệu mọi người tới cái dòng sản phẩm A545G. Hiện tại thì bên em có hai màu, đó là một màu tím và một màu xanh nõn chuối. Và hai chiếc thì máy đều đẹp, zin keng 99% mọi người nhá. Máy thì bên em cam kết là nguyên zin và bảo hành 4 tháng. Lớp 1 là 1 trong tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình, sẽ tặng cho mọi người đầy đủ nhá. Ốp lưng này, dán cường lực này và tặng sạc cáp 25W. Đó, mọi người mua về chỉ việc dùng thôi. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho mọi người luôn về chi tiết cụ thể của cái máy A545G này. Máy thì viền viết các thứ này thì đều là không bị cấn móp gì cả, đều rất sáng đẹp mọi người nhá. Đằng sau lưng là trang bị là lưng kính này, 3 mắt camera thiết kế vòng vòng camera chất liệu thép này, mọi người nhìn này. Đó, rất là sang trọng mọi người nhá. Máy thì rất là đẹp rồi nên không phải nghi ngờ gì cả. Màn hình cũng vậy, siêu đẹp và cũng như không ám ố một tí nào luôn mọi người nhá. A545G có hỗ trợ 5G tại Việt Nam. Pin trang bị là pin 5000 mAh. Và cấu hình của nó sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Đi kèm là được trang bị vân tay quét trực tiếp trên màn hình và nhận diện khuôn mặt, cũng như là trang bị loa kép mọi người nhé. Máy thì sử dụng tất cả đều, các thứ đều rất là mượt mà rồi. Camera góc rộng góc hẹp là đầy đủ hết này. Đó, cắm trước này, ok chưa. Đây em có hai màu, một màu tím này và một màu xanh nõn chuối. Máy thì đều zin đẹp nhá. Mọi người yêu thích cái màu nào thì mọi người lấy cho em màu ý. Đó, mọi người nhìn này, rất đẹp luôn. A545G, hiện tại cái giá của A545G thì em đang bán là 5 triệu tròn. Mọi người quan tâm, mọi người alo ngay trực tiếp cho em nhé. Rồi sang một máy nữa, đó chính là A345G. Thì em vẫn có hai màu, đó là một màu bạc ánh kim và một màu xanh chuối, xanh nõn chuối. Hai máy thì đều đẹp, zin 99 luôn. Đây mọi người nhìn này, viền rất đẹp này. Con màu xanh chuối này đang còn ly lông viền mọi người nhé. Máy rất đẹp luôn. Đấy mọi người nhìn viền viết các thứ này, đó gần như là đẹp zin keng hết luôn. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu về chi tiết hơn. Được trang bị màn AMOLED tần số quét 120Hz mọi người nhé. Có 5G tại Việt Nam, trang bị 2 SIM 2 sóng, pin trang bị là pin 5000 mAh và cấu hình là RAM 8 bộ nhớ 128 nhé. Vân tay trên màn hình này, loa kép này, các thứ này, không thiếu thứ gì luôn. Con này với con A345G với con A545G thì gần như là hai con chẳng khác gì nhau. Khác mỗi là con A54 nó thiết kế cao cấp hơn một chút. Đó, hai màu mọi người nhá. Máy thì đều zin đẹp này, ly lông mà các thứ là đầy đủ hết này. Đó, có hai màu mọi người nhá, A345G. Em bán hiện tại A345G với giá là 4 triệu tròn và bảo hành trong vòng là 4 tháng. Có tặng là ốp lưng, tặng dán màn và tặng sạc cáp 25W mọi người nhá. Ai quan tâm đến sản phẩm A345G 4 triệu, mọi người alo ngay cho em này. Và tiếp theo, sang một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm A335G. A335G thì là một cái máy rất là nhiều người yêu chuộng rồi. Thứ nhất là nó cũng nhỏ gọn này. Thứ hai là trang bị tần số quét 120Hz, trang bị loa kép này, có 5G tại Việt Nam. Con A335G này dùng rất lành mọi người nhé. Chính ra con A535G rất là hay lỗi, nên hiện tại này em không bán cái dòng A53 nữa, mà bán cái dòng A33 này. Chip Snap này, 2 SIM 2 sóng, pin 5000 nhé. Cấu hình của nó thì sẽ là RAM 6 128GB, màn AMOLED bao hiển thị đẹp không ám ố, không xước xát gì cả, và cũng như là rất là đẹp luôn. Đó, 120Hz mọi người nhá. Cổng sạc Type-C này, viền viết ni lông đang còn nguyên hết luôn, 4 mắt camera sau đẹp và rất đầy đủ này. Máy đẹp keng, lên keng sạc beng luôn mọi người nhá. 2 SIM 2 sóng. A335G hiện tại trước này thì em sẽ bán cho người với giá là 3.200.000 đồng, tặng cho mọi người là ốp lưng, tặng dán màn, tặng sạc cáp đầy đủ, bảo hành cho mọi người trong vòng là 3 tháng. Lớp 1 là 1 tháng đầu tiên. Đó là A35G, A335G mọi người nhá. Giá là 3.200.000, mọi người quan tâm thì mọi người alo qua hai số bên trên bảng gỗ cũng như là có Zalo đấy. Mọi người gần thì có thể qua trực tiếp để ủng hộ bên cửa hàng em nhé. Rồi sang một mẫu sản phẩm nữa, đó chính là sản phẩm M235G. M235G hiện tại thì em có 3 màu mọi người nhé. Một cái màu đầu tiên là cái màu đỏ sâm banh. Cái màu này thì rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn này, qua máy bên em bán thì đều là máy zin đẹp 99 hết mọi người nhé. Không cấn móp, không xước xát gì luôn. 3 mắt camera sau đẹp và lát đầy đủ này. Cổng sạc Type-C, jack 3.5 đầy đủ hết mọi người nhé. Màn miếc cũng không xước xát luôn. Và con này trang bị tần số quét màn hình là 120Hz, nên là cái tốc độ sử dụng nó cũng rất là nhanh. Có 5G
và cũng như là trang bị là một sim thôi, nó bản Hàn rồi người nhá, pin 5000 mAh. Và cái cấu hình của Samsung M23 này nó sẽ là RAM 4 128GB, có vân tay kết hợp với nguồn 1 chạm đó, màn rất to luôn, pin khỏe. Cái này mua về cho các cháu nhỏ này hoặc là ông bà cha mẹ dùng cực kỳ hợp lý. Cái giá thành như này với cái cấu hình như này thì em thật mọi người là khó cái máy nào mà có thể qua được cái chiếc M23 5G này mọi người nhá. Đây, em có 3 màu thì đây một cái màu xanh da trời này, một màu này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, em quay chi tiết cận cảnh hết cho mọi người luôn. Máy là máy zin đẹp luôn mọi người nhá. Đấy, không phải nghĩ luôn. Xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc và máy bên em cam kết nguyên zin 100% mọi người nhá. Một chiếc này là một chiếc xanh rêu đây, máy màu rất đẹp này. Đó. Ba chiếc, 3 màu và giá đều như nhau. Giá là 2.550.000, tặng cường lực, tặng sạc cáp 25W, bảo hành trong vòng là 3 tháng, lớp 1 được 1 tháng đầu tiên cho sản phẩm M23 5G này mọi người nhá. 2550, mọi người quan tâm mọi người alo ngay cho em nhá. Rồi tiếp tục sang một con nữa là một chiếc Samsung A23 5G. Chiếc A23 5G này hình thức thì cũng được khoảng 98-99%, máy khá là đẹp. Đấy, ba mắt cho nó sàn đèn flash đầy đủ này. Con này thì lại có cả hộp này, A23 5G mọi người nhá. Có cả hộp. Và bảo hành còn khá là dài. A23 5G thì nó được thêm cái 5G mọi người nhá. Bản chính hãng này là sẽ 2 SIM, pin 5000 và cấu hình của nó thì sẽ RAM 4 128GB. Con này thì em check bảo hành đang còn bảo hành đây. Đến 26 tháng 2 2025. Bây giờ mới tháng 8 thôi. Đến tháng 2 năm sau mới hết hạn bảo hành cơ. Rất là dài nhá. Đây, cam quýt nét căng này. Ok chưa? A23 5G hiện tại chiếc này máy zin đẹp như này và có hộp như này thì bên em hiện tại đang bán cho mọi người chiếc A23 5G này. Với giá là 2.700.000 đồng mọi người nhá. A23 5G 2.700.000 đồng, bản Việt Nam 2 SIM chính hãng, tặng sạc cáp này, tặng dán màn hình. Đấy, mọi người quan tâm mọi người alo ngay cho em nhá. Bảo hành rất là dài. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A05s này. A05s bản công ty 2 SIM. Pin hiện tại là pin 5000. Cấu hình của nó sẽ là RAM 4 128GB. Hiện tại chiếc này thì em check đang còn bảo hành đây. Bảo hành 31/10/2024 mọi người nhá. Máy bảo hành chính hãng luôn. Cam quýt thì cũng có X1, X2 này. Cắm trước cắm sau đầy đủ hết này. Đó, vân cái A05s thì nó có thêm một cái là có vân tay này, kết hợp với nguồn này và cũng như là thêm một mắt camera nữa. Bình thường cái bản A05 thường thì sẽ hai mắt camera thôi và không có ba mắt như này và không có vân tay. Đó, A05s thì hiện tại chiếc này em sẽ bán là 2.200.000 đồng, bảo hành cho mọi người trong vòng là 3 tháng nhá. Và thêm một chiếc A05s nữa, nhưng mà con này thì lại là bản RAM 6GB. Đây, con này là bản RAM 6GB mọi người nhá, 6GB 128GB này. Đấy, bản chính hãng luôn. Pin 5000. Đây em check con này bảo hành rất là dài. Con này còn bảo hành từ tháng 6 2025. Đấy, vừa mua tháng 6 này dùng được khoảng 2 tháng thôi. Ok chưa? Máy siêu mới luôn. Cái chiếc này thì em sẽ bán cho người với giá là 2.450.000, bản RAM 6 128GB, em bán là 2.450.000 nhá, bảo hành từ tháng 6 sang năm. Rất là dài, A05s nó có hai phiên bản, một phiên bản là RAM 4, một phiên bản là RAM 6. Chiếc RAM 6 này bán 2.450.000, mọi người quan tâm mọi người alo ủng hộ em nhé. Và cuối cùng video ngày hôm nay là một chiếc Samsung S21 FE 5G, để mọi người bán cho mọi người cái giá để trải nghiệm luôn. Bản chính hãng Việt Nam 2 SIM, pin là 4500 và cấu hình của nó thì sẽ là RAM 8 128GB. Đó, máy thì nó bị hai cái sọc như này. Đây, một sọc này và một sọc này. Đó, hai cái sọc rất cân bằng nhau luôn mọi người nhá. Máy thì bao nguyên zin hết, chỉ mỗi sọc màn hình như vậy thôi. Mọi người mua về dùng chống cháy này, các thứ ok. Và sau này thay màn hình thì cũng rất là hợp lý nhá. Máy thì con này đẹp, gần như đẹp 99 luôn. Máy màu đen đẹp 99 mọi người nhá. 3 mắt camera sau đẹp phán đầy đủ này. Tần số quét con này 120Hz luôn. Loa kép luôn, cổng sạc Type-C này. Hai SIM lắp bên dưới đây. S21 FE mọi người nhá. Máy sọc màn hình như thế này. Và em sẽ bán cho người với giá là 2.500.000 đồng, bảo hành 3 tháng phần cứng mọi người nhé. Và sau này mọi người cần thay màn thì bên em sẽ hỗ trợ. Màn hình này chỉ tầm 2 triệu thôi. Đó mọi người nhé. Và cuối cùng video ngày hôm nay đó là một chiếc này. Thì bên em hiện tại là có sẵn những cái mẫu máy còn trong video. Mọi người quan tâm sẵn làm mọi người alo trực tiếp cho em nhé. Qua hai số bên trên bảng gỗ cũng như là Zalo luôn. Địa chỉ nhắc lại một chút là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Mọi người qua để có thể đến xem hàng trực tiếp bên hàng em. Và cũng như là bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Mọi người hãy ủng hộ cho em xin một cái đăng ký kênh ở bên dưới và nút bấm chuông bên cạnh để được thông báo cho mọi người về máy
những video mới nhất hàng ngày của em mọi người nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.